Kiều Lê Trong Rừng xin chào tất cả các bác nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chuột này chắc làm khô để trưa mới ăn đấy nhỉ? Làm khô rồi. Là để tối. Để ăn rồi đi làm. Đi kiếm chắc là đi lấy rau cổ lam nhỉ? Rau cổ lam. Nhân tiện trời còn đang nắng đẹp này tranh thủ làm luôn. Không mấy hôm trời mưa rồi thì làm lại khó. Không gặp mưa đâu, gặp mưa là hỏng hết. Hôm nay nắng đẹp đấy. Một sáng mà nghe nước lạnh quát nhỉ. Hôm qua đổ ít lạc mốc vào đây mà tôm với lại cua dọn sạch luôn mà nhỉ. Mài dao nhá. Đây là những cái đá mài trong tự nhiên này, mài dao rất là thích luôn. Người nó để giỏi vào ấy. Nhanh lắm rồi này. Sau khi xong xuôi hết công việc thì mấy anh em chuẩn bị đi vào rừng để thu hoạch rau cổ lam nhé. Ba ăn chuột này thì cho bữa trưa nay thôi các bạn, hoặc là bữa tối. Vẫn còn một túm cua mà nhỉ. Còn túm cua cho nước à. Chuột này già lắm. Anh em đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm thôi. Gác cao cao tí nhỉ, cháy đấy nhỉ. Anh em chuẩn bị xuất phát nhé. Gác xuống hòn đá chắc được. Cái ngọn lửa này bắt đầu nó cháy, nó tàn tàn dần, nó cũng giống này cứ hơn. Có hạt đấy. Mấy nữa là có hạt là lấy cất đi. Đấy, rau cổ lam thì cũng thu hoạch gần gần là lán thôi các bác nhé. Gần gần lán thì nó rất là nhiều. Ví dụ như đây này. Đây vẫn là rau cổ lam. 7 lá. 5 lá, 7 lá. Ấy không mình phơi ở đấy luôn thôi nhỉ. Làm xào mình phơi trước nhỉ. Làm xào vắt luôn ở đấy. Mang về cho đỡ khó. Đây. Mấy anh em sẽ thu hoạch khu này nhé. Rất nhiều. Liệu có dễ lấy không? Đấy sạch sạch vào nhé. Nguyên rau cổ lam này, một vùng luôn. Mênh mông. Đấy, đằng kia có búi nước kìa nhỉ. Vầu ấy. Tí chặt xong là làm xào phơi luôn ở đây. Nhiều. Đấy, đâu sạch đây luôn nhé. Mới được nhiều.
Móc. Lại này mùa nóng này đun uống là sướng. Uống dần. Tương thế nào để bóng treo ở đấy nó là nó để gắp đi luôn. Nào cây rất giống một không phải nhá, đây có lá rồi á, cái này rất nhiều, thời gian nó rất là nhẹ cân. Móc chán này, chạy đi chạy lại. Sau khi thu hoạch xong thì mấy anh em phơi luôn tại bãi nhé. Đây thì một cọc nữa. Vắt luôn lên đây thì khô, để một hai hôm khô hẳn thì mới thu hoạch về. Vòng vòng ở đấy nè. Vòng đấy. Đây, được rất nhiều này. Bãi đây. Thế luôn. Trời nóng khô mà. Cứ vắt lên ở là được. Mày vắt lên đây rồi. Mày vắt đi. Không cần phải cắt đâu. Cứ lên. Nhà lại không ở thật nhỉ. Chắc phải buộc qua chứ. Buộc mà. Mình lấy mình vòng này. Từ đầu không buộc à? Buộc quá. Lấy bó nào mình buộc bó đấy thôi. Nặng quét, nó lên đi. Nhanh nhỉ. Một ngày khô lắm. Tiếp tục đi lấy nhé. Thảo lên nhé. Những thời tiết đẹp.
nắng hanh. Chỗ giữa giữa kìa kìa. Đây dày rồi. Còn chỗ trống đây này. Sắp gãy đấy. Đấy đây, cây đấy đó. Để hoa vàng. À, xuống bờ suối to. Cái này mới to này. Chè hoa vàng các bác nhé. Đúng cái gì cọc. Đây à. Em cây đào này có gì ăn không? Ô. Phải dụng đây đây mà chả thấy có gì ăn. Đây. Hạt dưa đến đây còn ướt nhèm này. Ô, chuột ăn nhiều lắm. Chuột ạ. Ừ. Đây đây đây. Chặt lấy cái này mang về nhỉ. Cái này đây. Đó, chặt mang về trồng ở lán. Ngay bờ suối luôn. Ừ. Đây này, nó còn ăn hạt mới ướt ướt rơi đây này. Bây giờ để ăn đấy nha. Đây. Ôi nhiều. Nè. Vừa ăn. Nhớ xem có cái vỏ cầy nó kẹp không? Đấy. Mắc trên đấy. Đây thấy kè nào. Không, chuột thôi. Nhưng mà thấy vỏ mới kinh. Nhưng mà trước anh bấy sẽ một lần sao hả? Ồ, trước bấy bên trên đấy được chuột vàng to lắm. Nó tha quả này về đến gặp cái bẫy của mình là nó lại bỏ nó ăn bẫy của mình chứ. Mấy anh em đào cái cây chè hoa vàng này về để lán để trồng. Đấy, gặp luôn. Rất dễ lấy. Chặt luôn, chặt luôn, không nó vỡ. Mà ghét trước là trồng được 3 cây nhá, mà về sau là cái hội thợ rừng ấy, hội đi đi rừng ấy nó nhổ lấy mất hết. Nên anh em trồng lại người trồng để có cây để lúc nào gần lán để uống. Cả nhá. Cái này mà mang về trồng dễ nhỉ. Ừ. Lấy cả cây này à? Bỏ cái cành này nữa. Đây. Này chờ héo gần khô thì anh em mới băm ra các bác nhé. Còn bây giờ mà băm ra thì nó thành nhiều ra thì không có chỗ để phơi ấy. Chắc không ấy.
Đây có nhiều rau mùng tơi lắm mà rất là cao. Chia mọi người nhé. Mùng tơi này, mùng tơi dại này. Chia cho bác xem luôn đấy. Đây. Đây nhé. Nó gần giống với mùng tơi nhà luôn. Các cây kia phải chặt xuống này. Trưa nay đem về nấu canh. Nấu canh cua nhé. Đây rất nhiều mà cao quá. Sau dớn thì nhiều chưa. Đây. Đây. Rất nhiều. Này làm nồi canh cua thì quá ngon đấy. Quá ngon lắm. Thời tiết này nóng nóng. Già này vẫn mềm. Hải nguyên chỗ này là đủ ăn. Nhưng này xong đủ ăn. Ngọn non. Thôi. Có. Nhiều lắm. À, thái đi. Có, lấy cả ngọn mà. Này là không phải người trồng nữa nhá. Mà hoang luôn đấy. Trời, có luôn đấy. Có củ này rất dễ phát triển vì nó sinh ra củ này, ví dụ như đây này. Củ này rơi xuống đất là nó lại mọc mầm luôn. Đất củ thôi, nó cây thôi. Này mình chăm sóc được ấy, đủ mà ăn này. Đây trong rừng nó còn sống như này. Làm nôi nha, nhiều nước vào nhá. Nôi nó mới to ấy. Ôi. Đẻ mà thế. Nhạt. Lấy. Tí. Bốn anh em đã trở về lán và tiến hành trồng cây trẻ hoa vàng nhé. Bác từ rừng về. Cái bên này rộng sốt đó. Sốt đấy. Nó đào rộng rộng ra. Không sâu được. Áo còn ngấm ra đây. Quá cả cây về rất là to. Ở trên này là số giảo của Lam mang về nhà đấy. Còn một phần lớn thì phơi ở trên ấy rồi. Ở trên trên rừng luôn. Lấy số mang về đây. Vì cái sàn ở đây nó rất là bé nên là phơi trực tiếp ở rừng luôn. Còng còng. Được rồi. Cần này con. Có người ngả về đằng này. Cho cái này đằng này. Cái này nữa mà còn mất trộm nữa thì đúng là cũng chịu luôn nhỉ. Cái này to chắc là bao nhiêu đó. Trồng ba cây sống đẹp đẹp rồi hay là về nhà nghỉ hay là ra là thấy vừa mới nhổ. Cái này nó còn đây nữa là
sàn gì rảnh rỗi cua cào. Trong rừng yêu gì mà anh em trồng rồi còn ra nhổ lấy chịu luôn. Anh em biết trồng sống à? Để đây là sống là hái lá uống chè rất là tiện. Cắt bớt ít ngọn đi. Tưới nước vào. Cho mấy hòn đá này tí cho xuống gốc. Ok các bác nhá. Đã xong. Đây là túi cua mà hôm trước bắt được. Chưa ăn tí nào luôn. Có con nào chết không? Sẵn to chưa? Cua nước này con nào cũng to. Biển với nhà đang làm món cua nhé. Còn là em với cu đi lấy thêm vài củ măng nữa. Nhiều có cây cao rồi. Đau quá nhỉ. Kìa. Củ hơi dài. Ăn lá này. Còn hơi đắng. Dài hết rồi. Đây là chuyện ăn măng thôi. Đây là cái bò. Ủa kia có dài quá nhỉ. Vẫn lấy được. Ăn lá. Đây mọi người này. Hàng. Đây nhá. Hai chỗ máng nước này. Đây có củ nữa. Củ này chết rồi. Rất nhiều măng. Đang tiến hành giã cua. Đây, toàn bộ cua bóc ra để giã để nấu với canh rau mùng tơi nhé. Rau mùng tơi này hái đây. Trong rừng nữa. Trong rừng vẫn có rau mùng tơi ăn bình thường. Còn đây là măng vừa lấy về này. Măng thì không thể thiếu rồi. Nạo sẵn có à? Ngay à, sau lán nước đạn á. Con nước vào này, trong rừng có máy xay nên là phải làm như thế này. Giã xong nó gạn lấy nước. Một nồi canh mùa hè này thì rất là hợp. Một tơi rừng này ngọt lắm. Lá còn. Lá dày mà nó to. Chuột thì để tối thôi các bác nhé. Gạt đi đó. Thêm nước sôi thì anh cho món kia vào rang dần nó cua này. Món kia chắc phải tách đôi ra chứ. Để đôi, bể đôi chứ. Tách đôi ra xong là lấy cái thớt ra, những cái con có càng kia lấy dao đập 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 vào cái càng cho nó vỡ ra. Ngấm. Nhớ giòn bám bột chiên ấy. Ăn ngon. Còn giá thêm không? Có. Chắc chưa đủ đâu mà mình rau ấy.
rau mà được. Chiên ít thôi. Cấn được mà cua thôi mà cạn lấy nước được không? Nhai. Gạn hết lấy nước rồi còn ba đem chiên. Chiên giòn lên. Rồi nha, đây còn số này sẽ định dùng để chiên giòn nhé. Hôm nay không làm me rang me nữa mà là chiên giòn. Phải dập dập nó nát những cái cỏng ấy. Thì nó mới giòn. Con này mất càng to. Đây là món cua chiên nhé. Vẫn phải cho một ít me vào. Làm nước sau đó là để cua vào để tẩm ướp ấy. Đó đem chiên bột. Bột chiên giòn. Đây là lọ me. Me pha chế sẵn này. Cho cua chứ nhỉ? Cho vào thôi, cho vào ướp thôi. Ướp xem gì nhỉ? Cho một chút kẹo này hả? Tí thêm nước chứ. Cái đấy thêm nước kìa. Không, cái đấy đây. Một đĩa rồi. Một đĩa thôi. Ăn ít thì mới ngon. Thường là đun đi đun lại ngon. Thì là đi ăn, đi ăn lại không xong. Chạy. Ngon đấy, món này kia chạy nhanh đấy. Được lúc đã nhỉ. Vừa chiên me. Rồi. Mình tách được ra như thế này là giòn đấy nhỉ, nó bám mát hơn. Tắm mạnh rồi. Bám hết rồi. Thơm đấy. Thật phức luôn. Chiên đã xong. Này cũng không ngấm mỡ đâu. Vẫn còn nguyên. Vẫn không măng cua thôi. Hai món đơn giản. Một canh cua nữa. Nốt canh cua nữa là xong. Giờ là chiều rồi các bạn. Đây, đây là cái món canh cua đây. Cho rau mùng tây vào. Một nồi canh. Chẳng ra được. Cho bao nhiêu thì cho thôi. Cho được bao nhiêu cho không tối. Thêm nữa. Ngon chưa? Nào cho một cây rừng kia nó mới quyện. Cây rừng kia nó lá nó hơi lông lông chín. Hơi lông lông. Hôm nào có rau bí ấy
Nấu rau bí cũng ngon. Nấu rau bí cũng ngon. Rau bí thì nhất. Rau bí là dính ác lắm. Lấy cái trong cái bình đi rồi. Bữa ăn đã xong. Chưa này cho tiếp lực góc ấy. Cũng ít thôi nha. Chiều nghỉ mà nhỉ. Giờ cũng buổi chiều rồi. À. Này đây. Cái bình đấy của bọn thợ đi rừng đấy. Của bọn thợ rừng à? Thợ săn. Bác thợ săn. Đã xong các bác nhá. Ngồi đâu hôm nay chỉnh chỗ à? Được, anh ngồi đây cho. À, em ngồi giữa ra. Cho thì cho. Chờ đợi. Nhìn nha. Đấy, xin phép mời toàn thể các bác dùng cơm trưa cùng bốn anh em chúng em nhá. Mời toàn thể các bác nhá. Thôi em mời tất cả mọi người ăn bữa cơm trưa cùng bốn anh em chúng em nhá. Ngọt, ngọt nước thật đấy. Chưa thiếu kỹ. Cách cay. Ăn cuối. Anh mà hơi mặn, chắc anh ăn cục cục mấy bé rồi. Ăn là con cua vị đó. Mặt anh cua này là anh người nóng bừng bừng lên. Ông bắt vào người ta xoăn vã một hồi. Nóng quá. Anh hôn cua. Ngày rất nóng còn đêm lại rét. Đun nước tắm. Cầm mấy cái chân tay bé bé ăn nó thấy ngon. Ừ. Giòn. Hai bát canh này ngon nhỉ. Về nhà có canh này ăn đúng không ạ? Lâu có. Kiếm không được ấy. Ở nhà có nhưng mà lại không có cua. Lấy đâu ra mùng cây rừng này. Ừ. Đang leng quá, có một khóm giống giống khóm này mà nhỉ. Đúng rồi, này đó. Lấy ít giống về trồng đằng sau nhà ấy. Đang đây nó leo lên đấy mà lá nó to nhỉ. Lại sống lâu năm ấy nhỉ. Ừ. Nó phải mùng tơi kia chỉ năm mùng này thôi. Cứ năm này qua năm kia luôn. Mà đừng có hạt đâu mà. Ừ. Có cái củ. Nó có cái củ luôn. Nó sinh sản theo kiểu khác, nó không phải ra hạt như cái loại mùng tơi kia. Nhưng mà hạt thì lụi là lụi hạt đó. Nằm lấy ít về nhà cấy. Cấy này là bờ rào, hàng rào ấy nhỉ. Cấy sau đủ mà ăn. Nhà mình được hai thằng con thích ăn canh mùng tơi nhỉ. Thơm ngọt. Nhiều mà.
Không bỏ, bỏ để lại. Nên là muốn canh muốn rau này thấy nhiều lắm mà cho vào được 2 bát không chắc được 3 nữa rồi. Một mỗi người bát nữa. Thành cũng còn nhiều. Lớn nồi các bạn. Lớn nồi các bạn. Ủa nha. Ăn không? Món quần áo phơi ở ngoài đung đưa đung đưa cũng cứ tưởng. Đúng liếc qua tưởng có người đi qua. Có người đi qua. Đến mùa măng là hay có người qua đây nhỉ? Mùa măng nữa. Măng nữa. Chắc đến mùa măng nữa đấy, mình cũng làm ít chứ măng khô như vậy nhỉ? Ừ. Hôm nay hết mất rồi. Bắt đầu mọc lâm đác rồi đấy. Khó nở ẩn ẩn mọc rồi. Thế nghe họ bảo cái măng vầu này măng về làm măng khô cũng không đắng không ạ? Nó chỉ hơi hơi thôi. Ăn chưa bao giờ? Ừ. Chưa. Trước vậy em làm món gì mình phải tước rồi. Ừ, tước làm măng dối ấy. Ừ, ngọt lắm. Hầm xương. Nó chỉ về chú đông đấy nhỉ. Thế ừ. Sao chú đông đấy xong là nó ra phát là nó cũng không ở đấy thôi. Không ở đấy đâu. Có trí nhớ ở nó khác đấy. Nó lên lưu hết. Theo bản nào nó cũng sợ trời mưa to thì nó toàn lên núi hết. Nhưng mà cái nắng khô lâu là nó lại thụt xuống. Mình ở đấy nói còn là các mình ăn hết giống rồi. Đùn một tí nào luôn. Đang những cái hố bóng tanh đấy cũng hết. Mà ăn mãi không chán nữa. Ừ. Măng này định định thôi, lấy trong mình ăn cơm dần thôi. Ê. Và nổ uống nhá. Cơm này các bác này. Chào toàn thể các bác nhá. Anh em xin phép tạm dừng quay video ở đây. Chúc toàn thể các bác một buổi chiều, buổi tối vui vẻ các bác nhá. Em chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Em chào toàn thể các bác nhá. Các bác nhá. Cơm lặng mồm để rơi ra.